Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sức trẻ công an hết mình giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão. Công an thành phố tích cực đẩy nhanh việc cập nhật dữ liệu dân cư quốc gia. Cảnh báo gia tăng nguy cơ cháy nổ trong thời điểm mưa bão. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 11, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng với đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu tại hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang chịu nhiều ảnh hưởng của cơn bão số 9. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã chia sẻ những tổn thất mà bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ở hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú phải gánh chịu. Mong muốn với những món quà là tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, bà con sẽ vượt qua khó khăn cùng chính quyền địa phương tiếp tục phòng chống mưa bão hiệu quả, tránh những thiệt hại về người có thể xảy ra. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và Công an thành phố Đà Nẵng cũng trao quà hỗ trợ cho công an của hai xã Hòa Phú và Hòa Bắc, những lực lượng gần dân giúp dân không ngại nguy hiểm. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn mong muốn các địa phương của huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục cùng với công an thành phố và các đơn vị của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn, chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế những thiệt hại đối với bà con. Chiều cùng ngày, tại thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các đơn vị về công tác khắc phục hậu quả của thiên tai và ứng phó với cơn bão số 10. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục khẩn trương huy động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời sẵn sàng lực lượng ứng phó với cơn bão số 10. Thứ trưởng nhấn mạnh, công an các đơn vị phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình khắc phục thiên tai, ứng phó với bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân, chốt chặn tại các khu vực xung yếu, đảm bảo giao thông được thông suốt. Trước những thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân, ngày 31 tháng 10, Hội Phụ nữ khối xây dựng lực lượng công an thành phố đã đi thăm, tặng quà cho bà con tại xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, đoàn đã tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng, gồm lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con 5 thôn thuộc xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Những món quà của Hội Phụ nữ khối xây dựng lực lượng gửi đến bà con vùng lũ với mong muốn tiếp thêm nghị lực, góp phần chung tay cùng nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều ngày 5 tháng 11, tại trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp và ký kết quy chế phối hợp mới giữa Công an thành phố và Sở Du lịch thành phố. Trong 3 năm qua, Công an thành phố và Sở Du lịch thường xuyên phối hợp, trao đổi, nắm thông tin các loại tội phạm trên lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với khách du lịch nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố đã chủ động cùng Sở Du lịch tổ chức thành công nhiều sự kiện hội thảo quan trọng, tiêu biểu là tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, giúp xúc tiến du lịch, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của thành phố. Với sự phối hợp đồng bộ thời gian qua, hai đơn vị đã phát hiện 242 trường hợp cá nhân vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Bằng quy chế mới được ký kết, Công an thành phố và Sở Du lịch hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên mọi mặt công tác, kịp thời thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trong mắt du khách và bạn bè thế giới khi đến với thành phố Đà Nẵng. Trong tuần, các phường của quận Hải Châu đã tổ chức phát động thực hiện mô hình 3 phòng với sự tham dự của đông đảo quần chúng nhân dân. 100% hộ gia đình ở các khu dân cư sẽ được phổ biến và đăng ký thực hiện theo các tiêu chí đã được quy định rõ ràng ở mô hình 3 phòng, gồm phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tệ nạn xã hội. Từng cảnh sát khu vực và các hội đoàn thể có trách nhiệm thông tin và hướng dẫn người dân biết, theo dõi và cùng tham gia tích cực xây dựng mô hình 3 phòng phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy.
Ngày 3 tháng 11, Phòng Cảnh sát Cơ động đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ chiến sĩ được trúng tuyển đi đào tạo trung cấp Cảnh sát Nhân dân chính quy tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 khóa 2020-2022. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Sinh, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đã chúc mừng 11 cán bộ chiến sĩ trúng tuyển đợt này, đồng thời mong muốn dù ở bất cứ môi trường, lĩnh vực học tập, công tác nào cũng phải nỗ lực, phấn đấu, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của ngành công an trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, những bờ biển ngổn ngang, những nhà dân tốc mái sụp đổ, đấy là hậu quả sau bão để lại cho người dân thành phố Đà Nẵng. Bằng tinh thần xung kích tình nguyện của mình, tuổi trẻ công an nhân dân đã không ngần ngại bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh đường phố, khu dân cư để giúp người dân được an toàn, sớm trở lại cuộc sống thường nhật. Tuyến đường Hoàng Sa sau bão số 9, ngổn ngang khắp nơi là cây cối và rác biển tràn lên cả lòng đường. Tuổi trẻ công an quận Sơn Trà đã tham gia dọn dẹp, sớm giải phóng mặt đường cho người dân lưu thông được an toàn. Do cái lượng mưa nước lớn nhiều và bão cát nó tràn lên lề đường, nó sự bám vào cái lòng đường rất là sát. Hiện tại thì cái phương tiện công cụ hỗ trợ thì hiện tại thì còn đang củng cố bổ sung thêm để cho cái lực lượng anh em cán bộ chiến sĩ của Sơn Trà để đảm bảo cái nhiệm vụ và để thông tuyến lòng lề đường. Trước tình trạng nhiều ngôi nhà bị tốc mái, công an các địa phương đã tập trung hết lực lượng để hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa được nhanh chóng. Chứng kiến những mất mát thiệt hại của bà con đã khiến mỗi cán bộ chiến sĩ không quản khó nhọc, dốc hết sức lực với công việc, mong đổi lại sự an tâm cho mọi người. Nói chung là chị cũng cảm ơn lực lượng công an với địa phương từ sáng trời, cũng nhờ mấy anh với mấy đứa em giúp cho cậu. Như chị thì nó thiệt là mẹ đơn thân, không có chồng, có hai đứa con, một đứa con nhỏ nữa, nhưng mà hơi khó khăn. Ở địa phương khác, các chiến sĩ trẻ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cũng rất hăng hái trong việc dọn dẹp, giúp đỡ các địa phương khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão. Được sống, cống hiến và giúp đỡ người dân luôn là lý tưởng mà tuổi trẻ công an nhân dân hướng tới. Trong những ngày tới, với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, thì lực lượng Cảnh sát Cơ động sẽ tiếp tục đến những địa bàn có thiệt hại nặng nề về bão lũ do cơn bão số 9 gây ra, tiếp tục giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang ra sức nỗ lực hỗ trợ bà con. Sau bão, những màu áo xanh vẫn xuất hiện trên mọi ngả đường, vào tận các khu dân cư, những nơi mà nhân dân cần đến. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn, Công an quận Thanh Khê đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công an các phường đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá kết quả thông tin đã thu thập được, đảm bảo yêu cầu chính xác. Tới nay công tác này đã hoàn thành trên 80%, phấn đấu đạt được tiến độ đề ra. Đây là không khí làm việc tại kho tàng thư căn cước công dân của Công an quận Thanh Khê vào thời gian này. Các cán bộ chiến sĩ đã tranh thủ ngày đêm kiểm tra, rà soát, đối chiếu, đánh giá lại chất lượng dữ liệu thông tin dân cư đã được thu thập, nhằm đảm bảo tính chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại phường Thanh Khê Tây, mặc dù có số lượng nhân khẩu đông, nhưng công an phường đã hoàn thành đối chiếu để tập trung bổ sung lại. Công an phường Thanh Khê Tây là huy động mỗi ngày là 10 đồng chí phúc tra cái phiếu DC01 và là cái tờ khai hộ khẩu của công an quận. Thì qua đó thì có một số là cũng là sai sót, thiếu thông tin, thì công an phường đã khai sát khu vực là xuống dưới địa bàn gặp các chủ hộ gia đình và đồng thời là photo các loại giấy tờ như là hộ khẩu, giấy chứng minh, là giấy khai sinh của cái phiếu thông tin bị sai để bổ sung cái phiếu DC02. Tiếp thu hướng dẫn của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Thanh Khê đã ngay lập tức tập trung công an các phường để tham gia đối chiếu, kiểm tra từng phiếu thu thập với hồ sơ gốc. Chính sự tập trung cùng thao tác như cách làm của Công an quận Thanh Khê đã giúp tiến độ công việc được nâng lên, hạn chế những sai sót, vì luôn có sự hỗ trợ của cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Sau giờ kiểm tra phúc tra ở đây thì cán bộ mà phụ trách của đội quản lý hành chính ngoài giờ cũng phải làm thêm công việc để chúng ta báo cáo, tập trung số liệu báo cáo về cho công an thành phố cho đảm bảo được cái theo dõi được cái tiến độ này nó cho chính xác. Được biết, hiện nay công an các địa phương đều triển khai phúc tra thông tin phục vụ hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư vào năm 2021. Tuy áp lực công việc khá lớn, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn làm nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.
toàn lực lượng công an quận từ quận đến phường tập trung vào thu thập dữ liệu dân cư. Đến khi thu thập đầy đủ rồi thì tập trung phúc ra cái dữ liệu này thật là chính xác và luôn luôn là đảm bảo tỉ mỉ chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu khi đưa nhập vào cái dữ liệu trên hệ thống thì hoàn toàn chuẩn. Từ nay đến cuối năm được xem là giai đoạn nước rút để hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, toàn lực lượng công an thành phố đang nỗ lực hết sức để về đích đúng hạn. Tất cả vì nhân dân phục vụ, nên mỗi cán bộ chiến sĩ coi đây là trọng trách lớn lao phải được hoàn thành với chất lượng cao nhất, hướng tới xây dựng xã hội điện tử, góp phần giảm thiểu phiền nhiễu về thủ tục hành chính cho người dân trong tương lai. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Ngày 29 tháng 10, tại km 11 700, đoạn đường dẫn vào hầm đường bộ Nam Hải Vân, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 3 xe tải của công ty vận tải tư nhân Nguyễn Công Chương đóng tại tỉnh Nghệ An chở hàng vi phạm luật giao thông đường bộ. Qua phối hợp với công an phường Hòa Hiệp Bắc, các tài xế mới chịu chấp hành xuất trình giấy tờ có liên quan. Kiểm tra trực quan, cả 3 xe tải đều có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều cao thiết kế và quá chiều cao vào hầm. Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 xe tải của công ty vận tải nói trên. Tòa án Nhân dân thành phố vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thế Bon, 31 tuổi, trú quận Thanh Khê, 5 năm tù về tội danh giết người. Tối ngày 3 tháng 6, tại một ngôi nhà trên đường Trần Cao Vân, trong lúc ăn uống, bị cáo Bon rủ Nguyễn Huy Tân đi đánh nhau, nhưng Tân không đi nên xảy ra mâu thuẫn. Tân ném ly bia đang cầm trên tay vào đầu của Bon, gây thương tích 6%. Sau đó, Bon cầm một con dao gọt trái cây đâm trúng bụng của Tân. Hậu quả, Tân bị thương tích 52%. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Bon đã thành khẩn khai báo trong lúc nóng giận vì không làm chủ được bản thân nên đã lấy dao trên bàn nhậu đâm Tân trọng thương. Ngày 1 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã tổ chức buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực phòng bệnh tại tầng 6 và tầng 7 của bệnh viện Hoàn Mỹ. Nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Nhận định đám cháy xảy ra tại khu vực tầng cao có nhiều người mắc kẹt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều 5 xe chữa cháy và 3 xe thang đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau gần 1 giờ đồng hồ triển khai chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thưa quý vị và các bạn, mưa bão kéo theo sự cố cúp điện xảy ra, nhiều gia đình sử dụng đèn cầy, đèn ly hay máy nổ để thắp sáng. Đây chính là những nguy cơ tạo nên những vụ cháy lớn nếu như người dân chủ quan. Những vụ việc sau đây là những cảnh báo mà chúng ta cần đáng lưu tâm. Sau bão số 9, thành phố Đà Nẵng xảy ra liên tục 4 vụ cháy. Ở quận Sơn Trà, do chủ quan thắp đèn cầy trên tủ nhựa, chủ nhà suýt phải trả giá đắt. Cùng thời điểm này, một cơ sở tạp hóa ở huyện Hòa Vang làm cháy máy phát điện, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản. Một cụ bà ngoài 90 tuổi đã may mắn được cứu sống. Những sự việc vừa xảy ra và sự cố cháy nổ những năm trước đây đã cho thấy mùa mưa bão luôn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ. Nguy cơ mà để xảy ra cháy nổ thường chủ yếu là nguyên nhân là do chạm chập điện. Thứ hai là việc sử dụng cái nguồn lửa mà trong quá trình cúp điện, bà con thường hay sử dụng đèn hay nến mà khi đi ngủ hoặc khi ra ngoài quay tắt thì dẫn đến xảy ra một vài vụ cháy như hôm bão vừa rồi. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Trong cái mùa mưa bão, khi mà nghe thông tin về cái thiên tai, thì chúng tôi ngoài các cái trực, các lực lượng trực chính như là trực lãnh đạo, trực ban, rồi trực chiến đấu, thì chúng tôi còn tăng cường thêm một số các cái cá nhân khác để hỗ trợ khi cần thiết. Rõ ràng vào thời điểm này, cùng với việc chủ động gia cố nhà cửa, công trình, thì vấn đề mà người dân và các cơ sở kinh doanh cần phải lưu tâm là đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những sự cố cháy nổ. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.